Chào các bạn nhé, hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách và làm nhận được 20 đồng token Gekofen. Một số thông tin về đồng token này: số tổng cung phát hành là 20 triệu, đã có 333 tài khoản holder, đã phát sinh 780 lệnh giao dịch nhé. Rồi, đầu tiên các bạn truy cập vào link website karamaarop.net nhé. Link truy cập website được mình để phần dưới mô tả của video. Sau khi đã vào được website, các bạn làm theo 20 trận hướng dẫn trên website cho mình. Bước 1, các bạn sẽ check quan trắc. Các bạn có thể sử dụng copy quan trắc ngay ở đây nhé. Sau đó các bạn quay sang ví MetaMask hoặc ví chú là Ledger của các bạn nhé. Các bạn thêm địa chỉ token này vào ví giúp mình, ký hiệu GEFI số tập phân 18. Các bạn nhấp tiếp theo và nhấp thêm token. Sau khi đã thêm được địa chỉ token vào ví, các bạn quay trở lại website karamaarop.net, tìm tới bước 2, nhấp vào link rút gọn này để nhận token nhé. Rồi, nó hiển thị những cái bảng kết nối với ví, các bạn nhấp tiếp theo và nhấp kết nối. Chương trình Anadot sẽ kết thúc vào 42 ngày nữa nha. Các bạn nhấp vào đây giúp mình, đi vào Anadot. Ví ra là 0.0005 BNB, các bạn nhấp xác nhận giúp mình. Rồi, giao dịch đang được xử lý. Thì đây các bạn có điều kiện thì các bạn có thể bỏ ra số vốn nhỏ là 0.01 BNB mua đồng token này để hold được chữ đầu ra nhé. Sẽ có hội ý thêm vào tài khoản. Rồi, mình đã hướng dẫn các bạn cách claim nhận được 20 đồng token Gekofen. Các bạn có thể ủng hộ kênh một cách đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất nhé. Video xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.